Chào quý anh chị, trở lại với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Minh Điển, kênh chuyên mua bán máy nông nghiệp cũng như là các loại nông cụ kèm theo như dàn cây, dàn sới và máy cuốn rơm. Thì video ngày hôm nay đoạn ngắn đó tôi chia sẻ cho mọi người về một cái ngày hội thảo trình diễn máy kéo tại công ty thuộc Tam Nông Đồng Tháp, Phú Thọ Tam Nông Đồng Tháp. Thì hôm nay có những cái dòng máy ví dụ như Zeter, Mitsubishi, Branson và một số dòng máy khác mà có mặt ở trong buổi trình diễn này. Và khu vực Đồng Tháp thì sẽ do công ty xuất nhập khẩu Minh Điển đảm nhận để cung cấp những cái mặt hàng vừa kể trên. Hôm nay là ngày 22 tháng 5, chúng tôi có tổ chức buổi trình diễn để mà đầu tiên thì giới thiệu quảng bá một số cái sản phẩm mà hiện tại có liên kết với đơn vị nhập khẩu phân phối cho bà con nông dân. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ bắt đầu vào cái hội thảo này nha. Hiện tại thì các anh em đang chuẩn bị lái máy đi ra bên ngoài để mà chúng ta demo thực tế. Thì xuất lại mày nghe như vậy nhá, chưa xuất phạt nhá, lúc nào năm bảo xuất phạt thì từ 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 nhá. Rồi 50A sở đi đầu tiên, tiếp theo là chiếc đầu tiên là cái chiếc Mitsubishi S50A sẽ chạy đầu tiên. Thì lần nữa tôi sẽ cập nhật thêm một số cái hình ảnh về máy cũng như để cho mọi người xem. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuất máy đi ra ngoài phía bên ngoài đồng, ngoài ruộng để mà mình chạy thực tế. Tùy xe nhá, bởi vì ngay trên đường nên là xe cộ qua lại rất là đông. Anh em cẩn thận để được không? Hiện tại là phía công ty và máy đã ra đến ngoài đồng rồi, bây giờ là chuẩn bị các công tác để chúng ta chạy demo. Phía này là phía quý anh chị khách hàng để tham gia xem trình diễn máy. Hôm nay mình sẽ chạy trình diễn cái chiếc Mitsubishi S50A với bên kia, phía bên trái bên kia. Trước khi xới thực tế thì máy sẽ hoạt động một chút xíu để mà cho có nội dung cho mọi người xem, chứ lát thì mình sẽ xới trực tiếp luôn. Chứ cái S50A nó mang về xới thì lát nó sẽ xới trực tiếp luôn, nó sẽ đến gần gần để mà mọi người có thể xem được những cái hình ảnh mà cận cảnh của những cái chiếc Vitsu cũng như chiếc Branson như là chiếc Zeter này. Đại chiếc Mitsubishi S50A lên trên đây nhập khẩu như vậy. Phía trái bề ngoài cùng đó là chiếc Zeter Level 2160, chiếc này nó nặng 2 tấn 7 á.
Cái này là thương hiệu của cộng đồng Set và sản xuất tại Ấn Độ. Phía kế bên giữa của mình đó là cái chiếc Jetta Lobo 2150 50 mã lực, và cầu trước của nó sẽ sử dụng cầu treo Jetta 281. Kế bên mình là cái chiếc Mitsubishi GX 50A, cái này nó là 1.6, nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản. Phía bên này lát nữa giữa của mình nó sẽ là Mitsubishi GX 36A, cái này nó nặng 1 tấn 150 kg, 36 mã lực, nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản luôn. Phía đây là cái chiếc Grandson F50R, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Ở đây là khung cảnh khu vực hội thảo của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Minh Hiển nha, Tam Nông, Đồng Tháp. Thì hôm nay mọi sự chú ý sẽ nó nghiêng về cái con GX50A, Mitsubishi GX50A. Phía đây là cái con Mitsubishi GX50A này. Dàn sới của nó mang xuống là 1m925 phủ bì, bồng 1m8. Đây là cái khách hàng thứ ba nên trải nghiệm chiếc Isuzu. Đồng này là đồng Tam Nông Đồng Tháp, thì công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Minh Hiển cũng đặt tại Tam Nông Đồng Tháp, đảm nhiệm phân phối việc cung cấp Isuzu cũng như lục số của dòng máy khác ở khu vực Đồng Tháp. Phía bên kia là các anh chị đang đến để tham khảo cũng như là chạy thử máy. Bây giờ là chắc là tôi sẽ kết thúc cái đoạn video này đây. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi từ đầu đến cuối video. Bây giờ thì nếu mà anh chị nào quan tâm đến những cái dòng máy nhập khẩu từ Nhật Bản, Ấn Độ, cộng hòa Séc, Hàn Quốc, hoặc là muốn tư vấn về cái nhu cầu sử dụng của mình đó, thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại bên dưới. Chúng tôi sẽ tư vấn một cách nhiệt tình để phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của tất cả quý anh chị. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video lần sau nha.